Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trộm cắp sắt tại công trình xây dựng cầu Bến Hướng thuộc thôn Phú Giã, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Các đối tượng bị khởi tố gồm Thân Văn Hưng, sinh năm 1978, trú tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Và Giáp Văn Tú, sinh năm 1992, trú tại thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên. Trước đó, ngày 19 tháng 4, Công an thành phố nhận được tin báo về việc phát hiện các đối tượng lạ mặt có hành vi trộm cắp sắt của công trường xây dựng cầu Bến Hướng. Quần chúng nhân dân đã bắt giữ được đối tượng Thân Văn Hưng và thu giữ tang vật gồm 200 thanh sắt với khối lượng 319 kg. Tiếp đó, ngày 25 tháng 4, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng là Hoàng Văn Hùng và Giáp Văn Tú khi cả hai đang trộm cắp sắt tại khu vực thi công xây dựng cầu và thu giữ tại chỗ 49 thanh sắt với khối lượng 78 kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chính là thủ phạm đã chạy thoát trong vụ trộm cắp sắt ngày 19 tháng 4. Các đối tượng này thường xuyên thăm dò quanh khu vực thành phố, phát hiện công trường đang xây dựng cầu tại địa phận xã Song Mai có nhiều sắt thép, lại không có người trông coi, nên đã dùng kìm cộng lực cắt sắt thành các đoạn nhỏ và chở đi bán. Cả ba đối tượng trên đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đã bàn giao toàn bộ số tang vật là gần 400 kg sắt cho chủ thầu xây dựng công trình cầu Bến Hướng.